Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về đến mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn thể lên kênh YouTube. Các bạn kích vào đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm là Mi Max. Mi Max thì hôm nay buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình vừa mới về con này xong. Mi Max thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong các bạn nhé. Đấy, Mi Max thì con này là phiên bản của nó là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Đấy, còn Mi Max này thì là màn hình cực kỳ to. Đấy, Mi Max màn hình của nó thì là 6,4 inch thôi, nhưng mà phiên bản 6,4 inch đời đầu, nhưng mà nó to cực kỳ to luôn, nó to như tablet luôn. Mi Max này màn hình cực kỳ là to nhá. Đấy, ngoại hình thì con này cũng được khá là ok, máy còn 90% các bạn nhé. Đấy, ngoại hình thì máy còn 90.90%, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con Mi Max này thì là con nó là chạy chip Snap nhá, Snap là 650 chip, đúng con này là chip Snap 650. Đấy, màn hình là 6,44 inch này, Mi Max này. Đấy, RAM 3, bộ nhớ 32GB đấy. Pin con này là pin 4800, gọi là pin 5000 nhá. Đấy, pin của nó là dung lượng pin 5000 đấy. Đây trên này báo 18 thôi, nhưng mà đúng dung lượng của nó là pin con này Mi Max là pin dung lượng pin 5000 đấy. Đấy, Mi Max chạy pin 5000 luôn. Đấy, cực kỳ xử lý, cực kỳ đa nhiệm nhanh. Các bạn mua về mà đọc báo, ví dụ nhà các bạn mà có ông bà bố mẹ, các bạn mua về tặng ông bà người thân, hoặc là các bạn mà cao tuổi rồi ấy, các bạn mua những sản phẩm Mi Max để về dùng cực kỳ tuyệt vời. Thứ nhất là trang bị, thứ nhất là cái màn hình to này, các bạn về đọc báo, xem phim, nghe nhạc cực kỳ là ok. Hoặc là các bạn thể lên YouTube này xem phim, nghe nhạc này. Đấy, hoặc các bạn đây, các bạn vào kênh của mình Triệu Phú TV đây. Đấy, các bạn gõ kích Triệu Phú TV này. Đấy, các bạn kích vào đăng ký kênh này. Đấy, chẳng hạn thì các bạn chuông thông báo lên thì rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ cho bạn lựa chọn nhá. Kênh mình thì chuyên điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Đấy, mình sẽ nghe thử đoạn nhạc này. Đấy, đấy, nghe nhạc thì bọn dòng Mi này thì nghe nhạc thì loa âm thanh bình thường thôi, nó không to quá, không nhỏ quá, nghe nhạc thì cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, màn hình thì nó thì rất là to này. Đây, màn hình nó rất là to bức luôn. Các bạn mua về đọc báo xem phim Mi Max này thì quá tuyệt vời luôn nhé. Đấy, đấy, mình nghe, nghe sàn. Đây, mình sẽ chất lượng. Các bạn muốn nét thì các bạn chỉnh nước HD này. Đấy, chỉnh về chất lượng HD để nghe và xem nét. Gái Trung Quốc khác Việt Nam mình. Đấy, rồi, màn hình thì 6,4 inch thật, nhưng mà phiên bản đời đầu của nó thì là màn hình cực kỳ là lớn nhá. Con Mi Max gì nhở 32GB này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 1.800.000 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Xiaomi Mi Max này, các bạn nghe hàng liền sớm nhất. Một là qua Zalo này, số này mình dùng Zalo, nếu mà Zalo mình không trả lời kịp ý, thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi và mua bán điện thoại cũ giá rẻ. Và ở xa bên mình có ship và hình thức mua hàng ở xa bên mình rất nhiều hình thức, thì các bạn nào mà tin tưởng bên mình trước ấy thì các bạn có thể chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc giúp mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được ba con này là con A7/2018 này. Đấy, hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được ba con A7/2018. Thì là A7/2018 này thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình cho các bạn. Thì là ngoại hình con này thì là còn đẹp từ 90/90%. Nhà mình hôm nay về được một chiếc màu xanh này các bạn nhé. Và hai chiếc màu đen này, đấy, hai chiếc màu đen bóng này. Đấy, ngoại hình từ máy từ toàn là 90/90% các bạn nhé. Đấy, A7/2018 đấy. Hôm nay thì mình về ba chiếc nhá. A7/2018 này thì mình sẽ nói sơ cua qua. Thì ba con này của nhà mình ấy thì là bản Hàn này. Ba con này nhà mình đều là bản Hàn một sim nhá. Ba con này nhà mình đều là bản Hàn một sim. Thì là cấu hình của này, con này thì là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Màn hình thì là 6 inch, thì nó con này thì là độ màn hình của nó là mảy Full HD cộng nhé, màn hình con này là Full HD cộng. Còn A7/2018 này thì là khác mỗi bản Việt công ty mình thôi, thì là nó là một sim thôi. Đấy,
Đấy, được cái là máy hàn dùng rất là thích nhá. Được cái thiết kỵ trang bị là K3 camera này, một đèn flash này, rất nhiều tính năng, mở khuôn mặt, vân tay các kiểu đầy đủ các bạn nhé. Ba con A7 2018 này bên mình đang bán các bạn với giá là 2.700.000 nhá, bản hàn một sim một sóng, RAM 4, bộ nhớ 64GB, pin là pin hơn 3000, có hỗ trợ sạc nhanh. Chip con này chip Exynos 7 885 x 8 nhân các bạn nhá. Đấy, ba con máy nhá, A7 2018 đấy. Đấy, A7 2018 này về ba cây này các bạn nhá. Đấy. Ba cây 2018 đấy nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm A7 2018 này tặng ông bà, bố mẹ, người thân thì các bạn nhé, tại hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, máy zin nguyên bản luôn, các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai con này là hai con A8 2018 này. A8 2018 thì hôm nay bên mình về được hai chiếc các bạn nhé. Đấy. Thì A8 2018 thì mình cũng nói sơ qua qua cho các bạn. Đấy. Thì là con này của nó A8 2018 thì là màn hình con này là 5,6 inch các bạn nhé. Màn hình của nó là 5,6 inch. Con này thì màn hình Sumo AMOLED, màn hình của nó là Full HD cộng. Đấy. Được cái là màn hình Samsung thì cực kỳ tuyệt vời, sắc nét, chữ to, dẫn số tốt to và rất là nét nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. A8 2018 này thì màn hình của nó là 5,6 inch. Đấy. Một nhà mình hôm nay về là một chiếc màu đen và một chiếc màu gold. Đấy. Ngoại hình thì con này thì là cũng vỏ cũng phẩy phẩy nhá, phẩy phẩy đôi chỗ nhá, phẩy phẩy chỗ này. Đấy, con này thì mình sẽ con này có hỗ trợ cổng tai C này và một camera vân tay, con này mở khóa là con này mở khóa là khuôn mặt và gì nhỉ, và khuôn mặt và vân tay nhé. Con này có tính năng là mở khóa khuôn mặt này, nó hai camera trước này, khuôn mặt và vân tay, camera cực kỳ rất là sắc nét. Camera sau của nó 10, camera trước sau thì như một nhé, 16 megapixel. Nói chung là hai con này thì làm màn hình của nó là màn hình OLED, Sumo OLED dùng rất là tuyệt vời đấy ạ. Màn hình hai con này thì đẹp, không ám ối, không đi bản gì nhá. Con A8 2018 này thì con này có màu đen này. Đấy, vỏ thì con này cũng có phẩy theo thời gian này. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu đồng này, con A8 2018 này. Và con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu mốt nhé. Đấy. Con này thì vỏ phẩy phẩy đôi chỗ rồi. Con đen thì là vỏ phẩy phẩy nhiều hơn một chút. Đấy. Và con này là chỉ phẩy phẩy mỗi chỗ này thôi. Thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu mốt. Và con này thì sẽ là xả gì nhỉ? Đồng giá là 2 triệu nhé. Con này là 2 triệu, con này 2 triệu mốt này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất. Hai con này đều là bản hàn một sim, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các em đi học rất là tuyệt vời. Cam con này thì là cam trước, hai cam cam trước thì các bạn mua về là selfie cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai cây là hai cây Note 9 này. Đấy. Hôm nay thì bên mình lại về tiếp tục được hai cây Note 9 đấy các bạn nhé. Hai cây Note 9 này thì là ngoại hình của nhà mình thì còn độ 90. Đấy, ngoại hình còn 90/90%. Đấy, hai con Note 9 này. Hai con này là bản siêu phẩm nhất của Note 9, là bản cao nhất của Note 9. Thì là hai con Note 9 này thì nó là phiên bản của nó là phiên bản là RAM. Con này là RAM gì nhỉ? Phiên bản của nó RAM 8GB, bộ nhớ trong 512GB nhá. Hôm Note 9 này nhà mình về được hai cây, tiếp tục về được hai cây. Đó, RAM 8GB cao nhất của Note 9 luôn. Đó, trên thị trường bán gần 10 triệu. Nhưng mà bên mình chỉ bán cho bạn với giá là 7 triệu đồng thôi. Mình sẽ đi vào giá cả luôn cho bạn. Thì là thứ nhất là giá cả đây, bộ nhớ 512GB các bạn dùng thì quá tuyệt vời luôn, không khỏi chê về sản phẩm Note 9 luôn, cấu hình thì quá khủng luôn. Note 9 thì là màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Camera thì các bạn quay video gì nhờ 4K, chất lượng video 4K cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đây, camera các bạn quay video 4K, quay phim 4K thì khỏi phải chê luôn. Đây, các bạn quay video, các bạn quay video 4K luôn này, các bạn chỉnh vào Ultra HD 4K, các bạn quay video 4K thì các bạn khỏi phải chê luôn. Đấy, hai con Note 9 nhà mình này thì là hai con này mình màn hình đẹp nhá, hai con này nhà mình này thì màn hình đẹp này, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy, và bên mình chỉ bán với giá là 7 triệu đồng thôi, trên thị trường đang thanh lý với giá là coi như là gần 10 triệu đồng. Đấy, đấy, ngoại hình thì cũng rất là ok, còn 90% trên 90%. Máy lướt rồi thì mình nói 99 thì nó hơi quá một tí các bạn nhé. Đấy, thì mình chỉ nói từ 90/90% thôi. Note 9 này thì có hỗ trợ cái bút này, tính năng bút rất là thích. Đấy, có cái bút rất là thích. Các bạn có thể là bấm, có thể là quay phim, chụp ảnh rất là tuyệt vời.
Đây mình sẽ kích bắt đầu đây. Đấy, các bạn chỉ mình bấm nút đấy nhá. Đây nó chín mới chỉ cần bấm nút này. Đấy, các bạn nó sẽ vào tự động camera, các bạn chỉ bấm nút cái nó sẽ chụp ảnh luôn. Đấy, Lot 9 tính năng cực kỳ là hay của Lot 9 ở cái đấy nhá. Bút thì cực kỳ là nhạy luôn. Quá là nhạy luôn. Nói chung là phiên bản mà RAM 8GB bộ nhớ trong 512GB các bạn mua về để quay phim làm vlog các kiểu cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy. Có Lot 9 này thì là nhà mình thì có hai chiếc. Hai chiếc đều là 512GB các bạn nhé. Của nó là hai camera, một đèn flash và đèn trợ sáng này. Nói chung là vân tay này, khuôn mặt, mống mắt, rất nhiều tính năng của Lot 9 này luôn. Quá siêu phẩm, RAM 8GB các bạn khỏi phải chê luôn. Các bạn vào không, nói chung là không có độ trễ độ lag luôn, nói thật với các bạn. RAM 8GB các bạn, nói thật với các bạn. Các bạn dùng có nghĩ mình 512 các bạn nghĩ có khi lưu cả đời mới hết. Còn các bạn nào mà dùng ít ấy, nói thật với các bạn lưu khi mấy đời không hết. Tại vì 512GB này không khác gì là bộ nhớ của máy tính cả. Đâu các bạn lưu cực kỳ là nhiều nhá. Đấy. Đấy. Loa cực kỳ là hay luôn. Đấy. Đấy. Loa Lot 9 ấy khỏi phải chê luôn. Các bạn mua Lot 9 này về, nói thật các bạn đáng đồng tiền bát gạo luôn các bạn nhá. Các bạn bỏ ra 7 triệu. Đấy. Đấy, nghe nhạc, quay phim, xem phim 4K, 2K, 8K cực kỳ tuyệt vời. Nghe nhạc thì quá là hay luôn. Lot 9 nghe nhạc cực kỳ là phê các bạn nhé. Đây hình ảnh này quá là sắc nét, Samsung các bạn khỏi chê luôn, quá sắc nét luôn. Nói chung là các bạn bỏ ra 7 triệu các bạn mua những sản phẩm mà Lot 9 mà RAM 8GB này, bộ nhớ 112GB, các bạn bỏ ra 7 triệu các bạn đáng đồng tiền bát gạo luôn. Các bạn bỏ ra những đồng tiền, ví dụ mà các bạn mua những sản phẩm mà Reno 3, Reno 4 bây giờ chẳng hạn, hoặc A71 bây giờ chẳng hạn, nó có đắt tiền hơn con này. Nói thật với các bạn dùng thật không bao giờ sướng vào sản phẩm Lot 9 này luôn. Mình khẳng định với các bạn luôn. Tuy là đời cũ nó thiết kế là dày dặn hơn thật, pin thì dung lượng kém hơn một chút thật, nhưng pin con này pin cũng 4000 các bạn nhé, dung lượng kém hơn một chút thật, nhưng mà các bạn dùng nó thật với các bạn, sướng những sản phẩm đời mới bây giờ. Tính như màn hình đời mới bây giờ nó không có độ phân giải 2K, mà thứ hai là không nhiều tính năng ngày xưa thì không có. Nó tại vì dòng Note có hỗ trợ bút này, các bạn mua về các bạn viết lách hay là lưu trữ ghi chú kiểu cực kỳ tuyệt vời. Các bạn mua cho các em nhỏ ấy, các bạn viết ghi chú cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy này, trong khi mình người vào mình có thể là đây, vừa quay phim chụp ảnh, rất nhiều tính năng đấy. Đấy các bạn, đây để ghi chú đây. Đấy các bạn quay phim này. Đấy các bạn bỏ ra 7 triệu các bạn mua những sản phẩm là màn hình quay phim của nó là 2K, độ phân giải của nó là 2K, các bạn khỏi phải chê luôn. Những sản phẩm màn hình đời mới bây giờ nó chỉ có Full HD hoặc là Full HD cộng thôi. Đấy, mới mức giá 7 triệu các bạn không đi đâu mua những sản phẩm mà ngon như sản phẩm Lot 9 này, mình có thật các bạn luôn nhé. Đánh xa những sản phẩm mà đời mới bây giờ luôn. Đấy, tội gì các bạn không xuống tiền mua sản phẩm này, mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là người yêu, bà xã rất ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 9 này, các bạn nhận hàng là sớm nhất. Một là qua Zalo mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua số mẹ nhà hàng. Và giờ làm việc thì mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối. Và gì nhở? Và thì ở xa bên mình có ship. Đấy, và đấy, thôi mình cũng quên mất rồi. Mình đang nói cái gì mình quên mất nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 9 bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá. Nhà mình còn giới thiệu nhiều dòng phẩm khác mà. Đấy, và tiếp theo sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục con này là con HTC à gì nhỉ? Vivo U10. Con này là U10, con U10 thì là phiên bản của nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Màn hình thì là hơn 6 inch. Tràn viền 6 inch, hơn 6 inch con HTC U10 đấy ạ. Đấy, con Vivo U10, sorry các bạn nhá. Đây. RAM 4, bộ nhớ 64GB, màn hình thì là hơn 6 inch. Thì là pin thì là pin 5000 các bạn nhá. Đấy, Vivo U10. Vivo U10 này thì các bạn khỏi phải chê luôn. Pin 5000 các bạn dùng thì quá tuyệt vời luôn. Đấy, Vivo thì hai sim hai sóng. Thì là ngoại hình thì con này thì là ngoại hình thì máy còn 90%. Con này thì là máy còn zin nguyên bản luôn nhá. Vivo U10 này, mặt lưng thì hơi phải một tí thôi. Đấy, Vivo U10 này. Còn Vivo U10 này thì bên mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.400.000 các bạn nhá. Đấy, chỉ với giá là 2.400.000 các bạn đã sở hữu là cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, pin 5000, màn hình là hơn 6 inch. Màn hình con này là Full HD cộng các bạn nhé. Đấy, Vivo này, 3 camera, một đèn flash và vân tay này. Đấy, Vivo U10 này các bạn dùng sản phẩm này các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít nha các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục con này là con Oppo F9. F9 này một thời cũng làm mưa làm gió của sản phẩm Oppo.
Con S9 này bây giờ thời điểm bây giờ cũng rất là được giá. RAM 4, bộ nhớ 64GB, màn hình con này là hơn 6 inch, pin thì là pin hơn 4000. Đấy. Con Oppo F9 này thì là máy cũng còn zin đét nguyên bản luôn. Đây, ngoại hình thì cũng còn độ 90% các bạn nhé. Đấy, con Oppo F9 này các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân, những sản phẩm Oppo này các bạn khỏi phải chê luôn. Đấy, con Oppo F9 này. Con này thì mình sẽ xả cho các bạn với giá là 2.400.000 nhé, con Oppo F9 này. Con này thì là máy còn zin nguyên bản luôn nhé. Đấy, 2.400.000. Hai camera, một đèn flash và vân tay này, khuôn mặt các kiểu. Nói chung các bạn mua Oppo này các bạn bỏ những đồng tiền xứng đáng bát gạo luôn. Thời điểm mới ra con này là 6.900.000 nhé. Bây giờ chỉ về giá là 2.400.000 thôi các bạn nhé. Bạn mua sản phẩm Oppo F9 này các bạn khỏi phải chê luôn. Đấy, hoặc là Vivo này, hai con này thì nói chung là tương đương nhau, dùng cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, A8 mình giới thiệu rồi. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn tiếp là con này là con gì nhỉ? Nay thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình nay được về con này con gì đây? Này, con này thì nay đẹp về đẹp quá này. Màu xanh đẹp quá thì mình sẽ giới thiệu các bạn gì đây? Ôi giời ơi, mình biết nhiều tính năng quá không dùng hết. Ôi ôi. Mình kích vào cái gì đây? Rồi, phải thoát ra kia rồi. Vừa nó kẹt vào cái quái gì không biết. Này, con này còn Huawei nhá, Nova 3i. Đấy, Huawei Nova 3i. Này, con này là con gì nhở, Nova 3i. Đấy, Nova 3i này thì nó mình sẽ đặt cấu hình của nó. Con này là RAM 4 này, bộ nhớ trong là 128GB nhá. Con Nova 3i này thì là RAM 4, bộ nhớ trong là 128GB này. Màn hình con này cũng là hơn 6 inch này. Đấy, màn hình của nó là hơn 6 inch. Đấy. Này, ngoại hình thì con này cũng còn độ 90% luôn. Mặt lưng thì còn đẹp keng luôn này. Mặt lưng con này khách dùng rất là dữ. Máy đẹp keng luôn nhá. Màu xanh này cực kỳ tuyệt vời này. Con Nova 3i này, đấy. Đấy. RAM 4, bộ nhớ trong là 128GB. Con Nova 3i này thì là đây. Còn nó thiết kế rất là đẹp nhé, hai camera này, vân tay này, nói chung là nhiều tính năng lắm. Đây là mặt trước cũng có là hai camera này, mặt trước cũng là hai camera luôn, các bạn kép luôn các bạn nhé. Con này là RAM 4, bộ nhớ 64GB này, bộ nhớ là 128GB này. Con Nova 3i này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 2.000.000 các bạn nhé. Máy màu xanh, máy đẹp leng keng xà beng các bạn nhé. Nova 2i này, 3i nhá. Con này bên mình đang xả các bạn với giá là 2.000.000 đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 128GB đấy. Năm 2020 rồi. Chỉ với giá coi như là 2 triệu hơn 2 triệu thôi các bạn đã sở hữu cấu hình cực kỳ là cao rồi. Tội gì các bạn phải đi mua máy mới làm gì. Đấy, các bạn tiết kiệm cực kỳ là nhiều tiền các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Nova 3i phiên bản 128GB này các bạn nghe hàng mình là sớm nhất nhá. Này mình còn nhiều còn lắm, mình sẽ giới thiệu nốt con màn. Ở đây rồi, mình này con này đây mình quên béc mất. Đây, hôm nay tiếp tục mình lại về con này là con gì nhỉ? Con này là con Oppo A53 này. Mình sẽ chuyển tiếng Việt để cho các bạn dễ nhìn nha. Đấy. Đấy. Oppo A53 này thì hôm nay thì mình lại về được con này. Đây. Con Oppo A53 này thì bên mình nay lại về được con này. Đây, là 53. Cấu hình con này là RAM 4GB này. Con này là chạy phiên bản của nó là 128GB. Con này là chạy Qualcomm SM4250 lõi 8 nhá. Đấy. Oppo A53 thì con này thì cái là thiết kế của nó là ba camera này, một đèn flash này. Con này thì là có là gì nhỉ? Con này thì có cái hỗ trợ camera đằng trước cực kỳ là đẹp nhá. Camera đằng trước của nó thì là đẹp. Đấy. Đấy. À, bên cạnh nhá. Mình xem cấu hình của Oppo A53 cho các bạn luôn. Dung lượng pin. Hôm nay mình về được con này cực kỳ đẹp. Đợi tí mình xem cấu hình các bạn nhé. Đấy, pin con này cũng là pin 5000 nhá. Đấy. Con Oppo A53 này thì con mình màn hình con này thì là màn hình là 6,5 inch, Full HD cộng, pin thì là pin 5000 thôi. Đấy, con này mới cực kỳ đắt này. Mới con này cũng là ấy, nó
4,5 triệu mới con này 4,5 triệu nhé. Đấy. Con này thì là hôm nay khách vừa mới thanh lý với mình xong, máy đẹp leng keng xà beng luôn. Không có một vết chầy xước cái cấn móp gì luôn. Đấy. Đây, chỉ thiếu mỗi hộp thôi là các bạn thành máy mới cho các bạn nhé. Đấy. Mình đánh giá được con nốt A53 này qua cái tính cách của nó là camera này thiết kế thật đẹp thật. Công nhận mình nhìn lần mấy lần con này mình cũng nhận mình thích cái camera là cực kỳ đẹp này. Ở đây nó có cái gông 3 camera thật, nhưng mà cái xung quanh cái camera này nó có cái, nó làm cái gông bằng inox này. Đấy. Gông bằng inox các bạn nhìn rất là ấy nhá. Gông nhựa thì nhìn sẽ xấu, nhưng mà gông bằng inox này các bạn nhìn rất là sang nhá. Mặt lưng thì óng ánh rất cực kỳ là đẹp. Con này chỉ là thiếu mỗi hộp thôi là các bạn thành máy mới các bạn nhá. Và sản phẩm Oppo A53 này các bạn cũng sản phẩm đời mới này rồi, 2020 rồi các bạn cũng đã rõ rồi. Con này thì bên mình sẽ xả các bạn với giá là 3,500,000 nhá. Đấy, Oppo A53 này. Các bạn mua về tặng người yêu, bà xã cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy. Hoặc là các bạn mua về tặng bồ các kiểu rất là ok các bạn nhá. Đấy, bạn nào mà cặp bồ các bạn mua về tặng bồ cực kỳ tuyệt vời này. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo A53 này các bạn nhanh hàng mình sớm nhất. Con này bên mình đang bán các bạn với giá là 3,500,000 con Oppo A53 này các bạn nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Nó làm RAM 6GB thì tuyệt vời nữa. Đây. Mình xem mà lọc con nào mình le vào nốt cho các bạn đi. Này. S8 Bluetooth đi, tiếp đến là con S8 Bluetooth này. S8 Bluetooth thì hôm nay mình vừa mới về con này xong. Đấy. S8 Bluetooth này, hôm nay thì mình vừa mới về con này xong. Con này thì là ngoại hình con này thì là còn độ 90/90%. Con này là S8 Bluetooth, con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con S8 Bluetooth này là RAM, con này là RAM gì nhỉ? RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con S8 Bluetooth này thì là màn hình đẹp, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Đây, S8 Bluetooth thì là màn hình đẹp, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Chỉ duy nhất là các bạn nhìn kỹ được sẽ có một cái chấm đây này. Đây. Các bạn nhìn chấm tí này. Đó, các bạn nhìn kỹ thì sẽ chấm như cái kim thôi. Đấy, các bạn để ý kỹ thì mình cười nhá. Con này thì màn hình đẹp, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Đấy, con S8 Bluetooth này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 3,400,000 nhá. Đấy, con S8 Bluetooth này mình sẽ xả cho bạn với giá là 3,400,000. Đấy. Đấy. Con này thì máy màu xanh. Máy cũng đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy, S8 Bluetooth này. Đấy. Màn hình cong nhá, màn hình tràn viền nhá, 6,2 inch nhá, màn hình cong nhá. Con này là chip Exynos các bạn nhá. 8890 hay sao ấy các bạn. Đấy. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thông tin các bạn có thể lên Google search cho mình nhá. Bạn nào ít sản phẩm S8 Bluetooth này các bạn nghe hàng mình sớm nhất nhá. S8 Bluetooth này hôm nay nhà mình về được mỗi một chiếc này các bạn nhá. Và sản phẩm cuối tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình giới thiệu với các bạn chưa phải cuối cùng đâu. Cuối cùng nhà mình vẫn còn có lót 8 nữa cơ. Đấy. Đây, con này còn S9 Bluetooth này. S9 Bluetooth hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Đấy. S9 Bluetooth thì con này là phiên bản của nó, mình sẽ xem phiên bản bao nhiêu GB. Con này là RAM đây là 64GB rồi. Con này mình sẽ RAM là RAM 6 bao nhiêu GB. À, con này là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con S9 Bluetooth này thì là gì nhỉ? Màn hình của nó cũng là 6,2 inch, màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Màn hình là tràn viền này. Màn hình của nó độ phân giải cũng là 2K nhé. Con S8 này thì màn hình cũng là độ phân giải 2K luôn. S8 Bluetooth này màn hình cũng độ phân giải 2K này. Những sản phẩm đời mới bây giờ không bao giờ có luôn. Đấy, các bạn chụp ảnh cực kỳ sắc nét luôn. Màn 2K các bạn khỏi phải chê nhé. Đấy. Và S9 Bluetooth thì màn hình cũng độ phân giải 2K. Thì con này thì là ngoài máy màu tím nhé. Đấy. Đấy, máy màu tím này. Thì ngoại hình con này thì còn 90/90% con S9 Bluetooth này. Đấy, con S9 Bluetooth này. Đấy. Con S9 Bluetooth này thì gì nhở? Bên mình là gì nhở? S9 cộng này. Con này thì bên mình sẽ xả cho bạn với giá 5,1 triệu nhé. Con này bên mình đang xả cho bạn với giá là 5,1 triệu. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là người yêu, bà xã hoặc là bồ thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy. S9 Bluetooth này. Đấy. Con này là phiên bản Hàn, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Đấy, ngoại hình này. Màn hình đẹp leng keng xà beng luôn. Màn hình đẹp thì không ảm ố hay không lưu ảnh gì luôn cho bạn này. Các bạn mua S9 Bluetooth này là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Bên mình đang bán các bạn giá 5,1 triệu các bạn nhá. S9 Bluetooth nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 Bluetooth để các bạn làm được sớm nhất nhá. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay
thì nhà mình lại về được cây này, cây Samsung Note 8 này. Note 8 thì hôm nay nhà mình vừa mới về cái này xong. Con này thì là máy đẹp leng keng xà beng. Cấu hình thì là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì cũng màn hình đẹp, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Màn hình con này cũng là độ phân giải 2K, màn hình là tràn viền 6,3 inch. Thiết kế hai camera, một đèn flash trợ sáng và vân tay. Mở khóa thì có 3 tính năng: khuôn mặt, móng mắt và gì nhỉ? Khuôn mặt, móng mắt và vân tay các bạn nhé. Đấy vân tay. Đấy. Note 8 đấy các bạn khỏi phải chê luôn. Đấy. Máy đẹp lem keng xà beng này. Con Note 8 này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 4.700.000 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 các bạn nhanh hàng sớm nhất nhá. Đấy. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Thì bên này thì hôm nay bên mình đã về hết mẫu sản phẩm để cho cũ giá rẻ thành cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thì các bạn sẽ người xem đầu tiên. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp và lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Và xin chúc các bạn là cái video của mình là một tối ngon các bạn nhá. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhá.